Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Liệu có thể khiến ai đó liên lạc với bạn ngay lập tức bằng cách sử dụng luật hấp dẫn hay không? Nếu có, làm thế nào để biểu hiện một người nào đó liên hệ với bạn? Bạn muốn một cuộc gọi hoặc một tin nhắn văn bản từ một người cụ thể. Đó có thể là một cá nhân đặc biệt mà bạn yêu thích, một người mà bạn muốn kết bạn, hoặc một nhà tuyển dụng về một cuộc phỏng vấn xin việc mà bạn đã đưa ra. Nó hoạt động như nhau. Bạn đã kiểm tra điện thoại của mình bao nhiêu lần hôm nay để tìm các cuộc gọi nhỡ và thông báo. Bạn tuyệt vọng chờ đợi điện thoại. Đôi khi sẵn sàng cầu nguyện để nó reo lên. Mỗi khi bạn nhận được một cuộc gọi hoặc một tin nhắn, trái tim của bạn như rung lên và bạn cảm thấy như tim mình thắt lại, cảm thấy hụt hẫng và thất vọng và vỡ mộng về toàn bộ sự việc. Chắc hẳn bạn đang thắc mắc tại sao luật hấp dẫn lại không phù hợp với bạn. Bạn đã không nghĩ gì khác trong suốt thời gian qua. Điều đó không đủ để hiển thị một cuộc gọi hoặc một tin nhắn. Lý do đầu tiên và rõ ràng nhất là nỗi ám ảnh của bạn với sự thiếu thốn và tuyệt vọng. Năng lượng bạn phát ra là tiêu cực. Khi bạn nhận thức được, bạn sẽ nhận lại những gì bạn đã gửi đi. Một điểm cần lưu ý nữa là niềm tin của bạn. Ngay cả khi mong muốn một cuộc gọi hoặc một tin nhắn từ người ấy của bạn, bạn cũng không tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Bạn thậm chí có thể tin vào trái tim mình rằng điều đó sẽ không xảy ra. Khi những suy nghĩ và cảm xúc của bạn đang quẩn quanh trong không gian tiêu cực, thì làm sao bạn có thể mong đợi những điều tốt đẹp, tích cực xảy ra trong cuộc sống của mình? Bạn đang tạo ra những rung cảm tiêu cực cho những người xung quanh vì hành vi tuyệt vọng và niềm tin bi quan của bạn. Bạn nhận được những gì bạn cho đi. Vì vậy, giải pháp cho vấn đề của bạn cũng đơn giản. Để thay đổi những gì bạn đang nhận, bạn chỉ cần thay đổi những gì bạn đang gửi đi. Xoay quanh cách nhìn của bạn từ tiêu cực chuyển sang tích cực. Một điểm khác cần ghi nhớ: đổ lỗi cho người đó không liên lạc với bạn như vậy là không công bằng, vì bạn là người gây ra điều này. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là giả định của bạn về thái độ của người đó đối với bạn. Đoán ý định đằng sau hành động của người khác đang diễn ra sai cách. Đừng coi sự im lặng hoặc tránh xa của họ như một dấu hiệu cho thấy họ thiếu tình yêu hoặc có lòng căm thù đối với bạn. Bạn không bao giờ biết những gì đang diễn ra trong tâm trí họ. Điều này có một nhược điểm nữa. Khi bạn cho rằng những điều tiêu cực về người đó thông qua những rung động năng lượng của bạn, những suy nghĩ này sẽ đến với họ. Và họ bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về bạn trên thực tế. Mọi người đều là hình ảnh phản chiếu suy nghĩ của bạn. Bạn có thể thay đổi thái độ và thể hiện mong muốn của mình. Làm thế nào để hiển thị một cuộc gọi hoặc một tin nhắn từ một người cụ thể bằng cách sử dụng luật hấp dẫn? Bước đầu tiên để thể hiện là tin tưởng vào quá trình. Bạn cần tin rằng có thể ai đó tỏ ra nhớ bạn và nhắc họ liên hệ với bạn. Trước khi tiến hành, bạn cần lưu ý một vài điểm cơ bản. Không phải là một quá trình một sớm một chiều, ít nhất là đối với người mới bắt đầu. Chìa khóa để biểu hiện thành công là sự kiên nhẫn và kiên trì, tôn trọng quyền tự do ý chí của người khác. Sau đây là các bước biểu hiện để ai đó liên hệ với bạn. Thứ nhất, hãy chắc chắn rằng mong muốn của bạn là có thật. Bạn mong ước nhiều điều sẽ xảy ra, nhưng hầu hết đó chỉ là một mong muốn thoáng qua,
chứ không phải là một trong những mong muốn mãnh liệt. Đây có phải cũng là một trong những ý thích thoáng qua như vậy hay không? Nếu vậy, có lý do của bạn cho sự thất bại khi thể hiện. Trong trường hợp mong muốn của bạn là nhất thời và không lâu dài, tốt hơn hết, bạn nên từ bỏ việc theo đuổi nó. Mong muốn của bạn cần bắt nguồn từ niềm đam mê cháy bỏng để chịu được những trở ngại và thử thách mà bạn có thể phải vượt qua trong hành trình thể hiện của mình. Thứ hai, hãy rõ ràng về những gì bạn muốn. Sự rõ ràng trong những gì bạn muốn là rất quan trọng để thể hiện thành công. Thêm càng nhiều thông tin chi tiết mà bạn có thể thu thập được, chẳng hạn như tên của người mà bạn muốn liên hệ, suy nghĩ về lý do tại sao bạn muốn người này liên hệ với mình và lập danh sách các lý do. Ngay cả khi bạn chắc chắn về người này, hãy cố gắng tìm hiểu xem bạn yêu thích điều gì ở người này và tại sao bạn muốn người đó liên lạc với mình. Xác định các thuộc tính của người đang thu hút bạn trong lời kêu gọi của bạn đối với vũ trụ. Hãy mong muốn một người có những đặc điểm chung đó hơn là một ai đó cụ thể. Đối với tất cả những gì bạn biết, bạn có thể không biết rằng người đó không phù hợp với bạn. Hãy tin tưởng vào vũ trụ để biết điều gì là tốt nhất cho bạn và mang đến cho bạn đúng người vào đúng thời điểm. Hãy tin vào phương châm, nếu không phải điều này, điều gì đó tốt hơn sẽ đến với bạn. Thứ ba, tránh xa tiêu cực. Có cả năng lượng tích cực và tiêu cực trong vũ trụ này, vì mọi thứ trong đó đều được tạo thành từ năng lượng. Suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động của bạn đều là năng lượng, rung động ở các tần số khác nhau. Và chúng ta đều biết rằng năng lượng không thể bị phá hủy, nó chỉ có thể được chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Khi tần số rung động của bạn khớp với tần số rung động của người khác, hai bạn có xu hướng bị thu hút vào ở bên nhau. Khi một trong các tần số dao động của bạn thay đổi, bạn sẽ rời xa nhau và chia tay nhau. Ước mơ của bạn trở thành hiện thực khi bạn có cùng rung động phù hợp. Vì mong muốn luôn là những điều tốt đẹp, tích cực, bạn cần phải nâng cao tần suất của mình. Cách duy nhất để đạt được điều này là thoát khỏi sự tiêu cực và đón nhận một thái độ lạc quan, tích cực. Một điều bạn có thể kiểm soát hoàn toàn là suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Giống như mọi thứ khác, suy nghĩ của bạn cũng là rung động. Sử dụng chúng, bạn có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai bạn muốn. Vì vậy, thay vì tập trung vào tại sao anh ấy hay cô ấy không gọi cho tôi, hãy sử dụng suy nghĩ của bạn một cách khôn ngoan và chuyển sự chú ý của bạn sang những suy nghĩ như là anh ấy hoặc cô ấy đang nghĩ về tôi bây giờ và anh ấy hoặc cô ấy đang nghĩ đến việc nhắn tin cho tôi. Vì những người khác chỉ phản chiếu suy nghĩ của bạn, nên bạn có thể ảnh hưởng đến những người khác làm những gì bạn muốn bằng suy nghĩ của mình. Đừng bận tâm về việc bạn đã chia tay trước đó hay những bất đồng trong quá khứ. Bằng cách tập trung vào những suy nghĩ tiêu cực này, bạn đang cố gắng tìm ra lý do để người đó không liên lạc với bạn. Hãy lưu tâm đến những suy nghĩ của bạn vì chúng có sức ảnh hưởng đến người khác. Thứ tư, tin tưởng vào bản thân. Hình ảnh bản thân thấp có liên quan trực tiếp đến thất bại. Bằng cách để cho nỗi sợ hãi, nghi ngờ và tuyệt vọng chiếm lấy tâm trí của bạn, bạn đang phá hoại ước mơ của mình. Ngừng tập trung vào những điều bạn không thích trong cuộc sống của mình. Ngừng cảm thấy bất lực và hụt hẫng. Khi bạn có lòng tự trọng thấp, bạn đang chiếu những hình ảnh này về bản thân lên những người xung quanh. Vậy thì bạn không thể đổ lỗi cho người khác vì đã coi bạn là người kém, vô dụng và không tôn trọng bạn. Càng nhiều người khác đối xử với bạn theo cách này, bạn càng rơi vào trầm cảm. Đó là một vòng luẩn quẩn. Bắt đầu tin tưởng vào bản thân và kiểm soát cuộc sống của bạn. Hãy tin vào sức mạnh tiềm ẩn của bạn và khả năng đạt được bất cứ điều gì bạn muốn. Hãy tin rằng bạn xứng đáng với cuộc sống trong mơ của mình và xứng đáng được hưởng hạnh phúc và thành công. Thứ năm, tin tưởng vào vũ trụ.
niềm tin hoặc sự tin tưởng không hề lay chuyển vào sức mạnh của vũ trụ trong việc thực hiện hóa ước mơ của bạn là điều cần thiết để thể hiện với luật hấp dẫn. Bạn cần phải tin rằng vũ trụ luôn ủng hộ bạn và hướng tới việc mang lại cho bạn những gì bạn muốn. Vũ trụ không ngừng cố gắng để làm cho bạn hạnh phúc. Khi bạn gửi đi mong muốn mà không tin vào thành công của nó, là có một sự lãng phí thời gian và năng lượng. Không có ích gì khi tiếp tục quá trình vì bạn không có cơ hội thành công. Tin tưởng vào vũ trụ có nghĩa là có niềm tin rằng những mong muốn và ước mơ của bạn sẽ được thực hiện bất kể kinh nghiệm trong quá khứ và tình hình hiện tại. Nó đòi hỏi phải đặt niềm tin hoàn toàn vào các cơ chế của nó, ngay cả khi mọi thứ đều đi ngược lại. Nó có nghĩa là từ bỏ mọi con đường thay thế khác với con đường dẫn đến thành công. Thứ sáu, sử dụng tối ưu các công cụ biểu hiện. Những câu nói tích cực đơn giản này có sức mạnh to lớn trong việc thúc đẩy tinh thần của bạn, giúp bạn luôn có động lực và giúp bạn đi đúng hướng. Nó là một công cụ mạnh mẽ để chuyển đổi những suy nghĩ tiêu cực thành tích cực. Sử dụng đúng từ ngữ với thái độ phù hợp là điều quan trọng để tận dụng tối đa công cụ biểu hiện vô cùng hữu ích này. Tránh bất cứ điều gì có hàm ý tiêu cực, ngay cả khi ý định là đúng. Quy tắc này cũng bao gồm suy nghĩ và cuộc trò chuyện của bạn, ngay cả khi bạn phải trả lời câu hỏi liệu người đó đã liên lạc với bạn hay chưa, thay vì trả lời phủ định. Bạn có thể chuyển sang câu nói tích cực hoặc trung lập, chẳng hạn như: tôi đang mong đợi điều đó sớm, anh ấy hoặc cô ấy sẽ gọi cho tôi. Bạn càng tích cực thì càng dễ thể hiện. Sau đây là một vài lời khẳng định giúp bạn bày tỏ ai đó yêu bạn và liên hệ với bạn. Tôi đã sẵn sàng nhận cuộc gọi từ tên của người ấy. Tôi biết tên của người ấy sẽ liên lạc với tôi vào thời điểm thích hợp. Tôi liên tục thu hút tên của người ấy. Tôi là một người yêu hoàn hảo cho tên của người ấy. Tên của người ấy tôn trọng tôi vì tôi là chính tôi. Hình dung nhìn thấu tâm trí mong muốn của bạn và hạnh phúc sau đó. Điều này chắc chắn sẽ nâng cao tinh thần của bạn mà không có gì khác có thể làm được. Để có thêm tác dụng, bạn có thể cầm điện thoại khi thực hiện bài tập này. Bạn không cần phải bật màn hình hoặc thực sự nhìn vào nó. Chỉ cần ngồi ở một nơi yên tĩnh, không bị quấy rầy, nhắm mắt và tưởng tượng bạn sẽ nhận được một cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người mà bạn mong muốn. Bạn có thể hình dung tên người đó xuất hiện trên màn hình hoặc đọc tin nhắn. Sử dụng kỹ thuật biểu hiện luật hấp dẫn, bạn có thể thể hiện chính xác cụm từ hoặc câu mà bạn muốn nghe. Tất cả những gì bạn cần làm là đưa những thứ này vào quá trình hình dung. Hãy nhớ chỉ bao gồm những thông điệp tích cực trong quá trình hình dung. Bản chất những thông điệp tiêu cực là cầu xin hoặc tranh cãi sẽ chỉ khiến bạn thêm tiêu cực và hạ thấp mức độ rung động của bạn. Bước tiếp theo là hình dung sự phấn khích và hưng phấn của bạn khi hoàn thành được mong muốn của mình. Hãy cảm nhận cảm xúc và đắm chìm trong những trung cảm hạnh phúc. Nếu bạn làm đúng điều này, bạn thậm chí sẽ nổi da gà hoặc tìm thấy một hoặc hai giọt nước mắt chảy xuống má của bạn. Trước khi trở về thực tại, bạn có thể gửi một thông điệp tới vũ trụ. Hãy nhớ bao gồm chi tiết mong muốn và trải nghiệm hình dung của bạn. Hình dung hoạt động tốt nhất khi bạn ở trong trạng thái thiền định sâu. Đó là trạng thái nửa ngủ, nửa tỉnh. Điều này xảy ra ngay sau khi bạn thức dậy vào buổi sáng hoặc ngay trước khi bạn chìm vào giấc ngủ vào ban đêm. Một điểm cần nhớ khi thực hiện bài tập này là phân biệt giữa kỳ vọng và tuyệt vọng. Bạn đang tuyệt vọng khi kiểm tra điện thoại của mình để tìm kiếm tin nhắn 10 lần một phút. Khi bạn không tìm thấy thông điệp mà bạn đang háo hức chờ đợi, bạn cảm thấy thất vọng bất kể lý do gì. Tuy nhiên, bạn cần phải giữ vững đức tin và cần xem lại cách thể hiện của mình đã phù hợp chưa. Bạn sẽ thấy mình tràn đầy niềm vui và sự tích cực trong một thời gian dài sau khi hoàn thành bài tập này. Bạn sẽ thấy mình có tâm trạng vui vẻ với nụ cười trên môi trong suốt thời gian còn lại của ngày. Đó là sức mạnh tuyệt vời của hình dung. Thiền định rất hữu ích để duy trì sự tích cực, bình tĩnh và tránh xa những nghi ngờ, sợ hãi và tuyệt vọng.
Bằng cách loại bỏ tiêu cực, bạn sẽ bắt đầu tận hưởng quá trình này. Bạn có thể thử các bài tập thở để giữ bình tĩnh. Tất cả những gì bạn cần là một nơi yên tĩnh, thanh bình và không bị gián đoạn. Ngồi thẳng ở một tư thế thoải mái, hít sâu và giữ nó đến số 4. Thở ra đếm đến 4, lặp lại ít nhất 10 lần. Cảm thấy biết ơn có thể giúp bạn đi một chặng đường dài trong hành trình thể hiện của mình. Mặc dù dễ thực hành và đơn giản, nó thường bị lãng quên nhất và do đó vẫn là một công cụ biểu hiện chưa được sử dụng tối ưu. Lòng biết ơn có sức mạnh làm tăng tần số rung động của bạn trong nháy mắt. Điều này sẽ có ích khi bạn đang cố gắng thể hiện ước mơ của mình. Cảm thấy biết ơn có thể giúp bạn trở nên rung động đối với mong muốn của bạn ngay lập tức. Thứ bảy, học cách buông bỏ. Một khi bạn hoàn thành các bước biểu hiện của mình, hãy lấy hết can đảm để buông bỏ. Đừng đi tìm các dấu hiệu cho thấy nó đang hoạt động. Thường xuyên kiểm tra điện thoại để tìm tin nhắn hoặc cuộc gọi sẽ phản tác dụng. Nó sẽ dẫn đến thất vọng, tuyệt vọng và nhiều rung cảm tiêu cực. Khi bạn đang tìm kiếm các dấu hiệu, điều đó có nghĩa là bạn không tin vào quá trình và tin tưởng vào vũ trụ. Chỉ cần học cách kiên nhẫn và tự tin về sự thành công của biểu hiện của bạn, thực hành khẳng định, hình dung, thiền định và lòng biết ơn để tăng cường rung cảm tích cực của bạn và duy trì động lực. Thứ 8, nâng cao rung động của bạn. Ngoài việc sử dụng các công cụ của luật hấp dẫn, bạn có thể nhờ sự trợ giúp của các nguồn lực khác để nâng cao tần suất rung động của mình. Một số phương pháp hữu ích là nghe nhạc thư giãn, đọc những cuốn sách hay, xem phim giải trí, gặp gỡ những người mới, tiếp nhận những thách thức mới, gần gũi với thiên nhiên, tập trung nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn, dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Hãy nhớ rằng, luật hấp dẫn đang làm việc cho bạn, cho dù bạn có nhận thức được nó hay không, tin vào nó hay không. Đó là lợi thế của bạn khi bạn hiểu cách nó hoạt động và sử dụng nó để biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Cũng nên nhớ rằng, vũ trụ luôn đứng về phía bạn. Vũ trụ đang làm việc chăm chỉ để làm cho bạn hạnh phúc bằng cách mang lại cho bạn những gì bạn muốn. Giờ đây, bạn có thể tận dụng tối đa thông tin và dữ kiện này để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Với ý định trong sáng và niềm tin mạnh mẽ, không gì là không thể. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.